Hello tất cả mọi người, hello tất cả quý vị khán giả thân yêu, các fan yêu dấu của Hưng. Hưng về Việt Nam đến đây là cũng được 2 tuần rồi đó. Bắt đầu về nhà là liên tục luôn, thay băng, ngày nào cũng thay băng hết. Một tuần sau chứ bác sĩ Mỹ dặn 2 tuần, nhưng mà đối với khí hậu của Việt Nam á, là buộc phải tháo ra sớm, tháo ra coi vết thương xong rồi chùi rửa, vệ sinh mỗi ngày liên tục luôn. Ngày nào cũng vậy, chiều nào cũng có y tá tới để làm cái việc này cả. Thì bên cạnh đó Hưng vẫn tiếp tục tập chương trình của mình, học bài, học vở cho nó suôn sẻ. Mặc dù là chuẩn bị khá kỹ lưỡng rồi đó, nhưng mà phải muốn thật là nhuyễn như luôn. Suôn được suôn luôn, bật lên là hát chứ không có quên cái gì hết thì mới được đó. Hưng còn phải sắp nhạc đúng thứ tự của cả một cái live show luôn. Cứ hết bài này tới bài khác liên tục để mình không có bị ra sân khấu mình quên chụp chặt tới bài gì rồi đó, mình không có tình trạng đó. Đó là cách tập của Hưng. Có những đêm thì Hưng phải ngày chơi với con, tới chiều là ông đi học về, Polo đi học về là Hưng phải chơi Polo. Thời gian bên cạnh có ít lắm, có mấy tiếng chơi Polo tới khi Polo ngủ, bắt đầu Hưng tập một mình Hưng tới khuya. Đó là sự thật. Tập thêm tập nhuyễn nhừ nữa. Có hôm thì lên tới trận sợ ồn cả nhà đó, xong rồi lên trên sân khấu tập trên đó riêng mình rồi. Thế là nhân viên trợ lý cũng phải thức khuya theo. Nó thôi bây giờ mình ở tập dưới đây luôn cho rồi đó, mở loa nhỏ lại thôi, tự tập. Quan trọng nhất mình thuộc cái đường dây là được rồi. Thậm chí có những bài nhanh Hưng phải thu tại chỗ, thu live luôn đó, để cho dancer họ nắm được cái tình hình, cái nhịp điệu, cái nội dung của hát để họ dựng bài nhảy, và sau đó họ gửi lại cho Hưng coi. Nên coi những động tác đó trước hết, thứ tự hoặc là cái vị trí nào mình đi tới lui hoặc là dạt ra hai bên để sau đó mình sẽ chờ cái chân lành bắt đầu tập với dancer đó. Hy vọng là sẽ theo được tới đâu hay tới đó. Và nói cách rõ ràng như vậy. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Hưng nhận được tin nhắn thăm hỏi từ rất là nhiều anh chị em đồng nghiệp, bạn bè, báo chí, rồi giới quan chức, các cô chú lãnh đạo cũng quan tâm thăm hỏi rất nhiều. Cho nên là Hưng rất cảm động. Tại vì cái lần này nó không phải đơn giản như mọi khi, là như người ta nghĩ là nó chạy chùa hay chật cái bông gân, không phải nha. Mà Hưng phải may rất nhiều mũi luôn. Đó, may rất nhiều mũi để giữ lại hết tất cả mọi thứ đó. Cho nên là ông Hưng bị hơi nặng hơi lâu đó. Thậm ngay cả cái vết thương cái ngón cáp út đó, hồi xưa nhỏ xíu là chơi bên trong xóm đó, là bị kiểu mấy cái xe đạp nó ngã dưới đường á, phóng qua rồi phóng không tới, cái dè của nó cắt đứt nguyên cái phần ngón áp út của Hưng luôn đó. Hồi nhỏ đó sợ lắm, đâu dám không kể gia đình đâu đó. Về nhà chủ thấy nó mở ra đóng lại ghê luôn đó, xong tự lấy xong đời đắp vô đó, giấu gia đình. Trời ơi kỳ đó. Xong là hồi xưa là người ta hay bị cái chuyện mà tình trạng mà mấy cái rỉ sét nó phong hàn hay là mà kia lắm, tôi rất sợ cái đó đó. Xong rồi là mà cuối cùng may sao trời thương mà đắp lá sống đời á, tới chiều nó cũng lành. Xong rồi giấu không dám đi cà nhắc luôn, hồi nhỏ nó vậy luôn. Xong cái ngón nó đã bị cái vết thương rồi, lần này nó bị thêm lần nữa, nên là khá nguy hiểm. Nói chung là khá nặng đó. Chứ cái chân của Hưng chân đi rồi, cái máu Hưng máu làm việc rồi, có bây giờ mà ngồi lâu được như vậy đâu. Không có, nhưng phải chịu. Yes. Thật ra thì những cái khó khăn về làm show thì Hưng đã quá rành rồi. Hưng là người làm show chuyên nghiệp rồi, với ekip có sẵn như Mỹ trong tay, rồi có ekip truyền thông trong tay, các bạn bè đồng nghiệp hỗ trợ. Cho nên là cái khó khăn cái duy nhất là cái lần đầu Hưng quyết định dời cái show đó, dời cái show qua địa điểm ngày khác, thì vì nó bị sát quá nút luôn rồi. 8 tháng 3 là diễn rồi đấy, mà giờ này chân còn như vậy sao diễn, buộc phải dời. Thì cái đó khó khăn, Hưng trong lòng sợ lắm. Sợ là sợ các khách mời họ không theo được kịp đó, ai cũng có lịch trình đó. May ơi là may mà các bạn, các em thương mình theo được hết. Thậm chí có nơi mà có được đầy đủ luôn, cả nguyên bộ sậu luôn. Lúc đầu là như mất trúc nhân, như mất uyên linh nữa thì phải. Sau cuối cùng là may quá, có được đầy đủ các em hết. Cái khó khăn của Hưng. Còn cái khó khăn nữa thực sự là cũng từ cái vết thương thôi. Là Hưng phải nhảy và di chuyển, cái sân khấu nó rất là lớn luôn, lớn lắm. Sân khấu mọi người phải thấy được cả một cái bề ngang 50-60 mét. Của một cái sân khấu vậy đó, mà cứ di chuyển liên tục như vậy. Rồi nó là một cái con phố mà đó, nó là một trong những cái thử thách. Hy vọng là nó sẽ lành lặn để Hưng đi đứng được một cách thoải mái tự nhiên nhất. Có những cảnh phải chạy mưa, rồi đùng đùng đùng, có những hiệu ứng sân khấu phải chạy lẹ hoặc là vô thay đồ cho nhanh
đó, phải dùng cái lực di chuyển nó thật nhanh nữa, cũng chưa biết sao, tới giờ chưa biết sao luôn. Hưng cũng gặp cũng thuận lợi nhiều chỗ, những cái địa điểm họ hỗ trợ mình hết mình luôn đó, họ biết Hưng bị thương vậy đó, không ai nỡ làm khó mình nữa rồi á. Rồi cũng có nhiều khán giả nói là ô may quá, Hưng làm tháng 3 thì tụi chị vẫn còn đi du lịch ở nước ngoài chưa về, giờ tháng 5 này may quá cả nhà đi xem được, đó cũng là một cái thuận lợi. Và đặc biệt là không có khán giả nào trả vé lại hết. Trời ơi, thương ơi là thương luôn. Cảm ơn, thật là cảm ơn tất cả khán giả yêu thương. Có những người bạn ơn ở Mỹ về đó, đặt vé cả nhà luôn, đưa cả mẹ về luôn. Cuối cùng là tính về để coi phòng trà nữa. Giờ chót bây giờ show vậy đó, mà gia đình phải đi về trước ngày show có một tuần thôi. Trời ơi, đau lòng hơn, đau đớn dễ sợ luôn. Đành phải dành dùng cái vé đó tặng cho người nhà của mình. Chưa bao giờ thấy mặt, chưa bao giờ gặp mặt luôn, fan cứng luôn ở bên Mỹ, của Thảo Genty, rất nhiều các anh chị khác nữa ở Mỹ về, xong cuối cùng phải đổi vé về người Mỹ ngược lại và hẹn ngày quay trở lại. Thương chưa? Rất thương luôn. Còn khó khăn nữa là Hưng phải thuộc lòng rất nhiều. Một cái mashup là mặt các bạn biết cách chơi mashup á, Hưng nói chung chung vậy ha. Nếu mà người đơn giản chơi quen, đơn giản thôi, chơi nhẹ nhẹ là hai bài đó, là tự trộn cái này cái kia lại với nhau. Còn chơi mà nặng đô hơn Hưng như Hưng á, là từ 3 bài trở lên 3 bài 4 bài, có khi có một cái mashup 6 bài luôn đó. Thì phải nhớ cái đoạn này cái đoạn kia, trời ơi. Xong rồi tới khi mà ráp nhạc thử á, vô rồi mình đã như lúc mình soạn bài thôi, nhưng mà làm nhạc lên trời đã 7 phút mấy lần, đạo diễn nó không được, phải cắt đi, phải tìm cách cắt bớt đoạn này xíu, đoạn kia xíu, phải làm lại từ đầu nữa, làm nhạc lại đó. Rồi có những bài hát xin phép không được đó, thế là Hưng phải lột mashup đó ra, làm lại, gắn cái đồ khác vô, phải tìm bài cùng tông mà nó không có liên quan trong chương trình đó, để gắn vô, phải làm giấy phép lại lần nữa đó. Gắt không? Gắt chứ đó. Cũng đang hy vọng giờ chót coi như là có tin vui giữa giờ tuyệt vọng, phải chờ cái điều đó xảy ra thôi. Các mashup của Hưng sẽ được giữ nguyên tới 17-18 cái mashup. Theo như y tá, bác sĩ chụp hình và quan sát lại mỗi ngày vậy đó, thì nói là trong vòng 2-3 tuần nữa là Hưng có thể đi đứng lại một cách rất là bình thường. Đó, thì dĩ nhiên mọi người ơi, đó là đi đứng bình thường, chứ còn mình để nhảy, cái vết thương nó sẽ bị thốn, bị đau lắm. Đó, tất cả những mũi chỉ nó đã sẽ được rút ra, thì nó sẽ lành lặn, nó kéo da non, sao á. Thì mình phải cố gắng hết sức luôn á, phải nói cố gắng hết sức luôn. Nha. Chưa bao giờ Hưng phải dùng chữ cố gắng hết sức nhiều như vậy đó, để Hưng diễn tả. Thì cầu nguyện thôi, cầu xin Chúa thương, ông trời thương, tổ nghiệp thương cho Hưng đi đứng và nhanh nhẹn và không còn vết thương, mau lành thiệt lành, để em có thể nhét chân vào trong đôi giày đó. Xong rồi chịu áp lực của đôi giày, xong rồi áp lực cơ thể mình dồn xuống dưới chân nữa, rồi nhảy nhót cái động tác. Và chắc là bước nhảy cũng sẽ chọn những cái giải pháp tối ưu nhất, nhẹ nhàng nhất cho Hưng, để Hưng có thể diễn đạt cùng mọi người thôi. Hy vọng vậy. Thật ra thì như vậy, lúc Hưng định làm show đó, thì chọn cái điểm 8 tháng 3, thì tháng 2 Hưng mới nghỉ, không hát. Thì có một tháng thôi, nó thật ra nó cũng chưa đủ dài để cho mọi người nhớ mình và tìm tới mình, kiếm mình. Đó. Và Hưng cũng thấy nó chưa đủ dài để mình gọi là cồn cào và nhớ sân khấu một cách mãnh liệt đó. Chứ thật ra thì nghỉ hát chừng tuần thôi, 2 tuần là đã muốn điên rồi đó. Bây giờ kéo dài vậy thì nó cho Hưng một cái thú vị khác, một cảm giác khác, như giống như người mới bắt đầu nổi tiếng được xuất hiện tới một cái nơi mà nhiều người đang chờ đón đó. Cái cảm giác Hưng đã từng có rồi đó, tại vì Hưng đã từng tới những cái nơi mà chưa bao giờ mình tới cả. Thì mọi người chờ đón xôn xao và chuẩn bị áo quần rồi tóc tai rồi ôi sao đủ thứ để chào đón mình hết trơn á đó. Thì mình biết được cảm giác mình bước ra ra sao, thì cái lần này nó cũng Hưng tin là nó sẽ giống như vậy đó. Một sự trở lại, hy vọng là sẽ lợi hại hơn xưa, nhưng mà chắc để mà nguy hiểm mà leo trèo nên chắc là không đó. Để thực hiện những pha leo trèo đu người như ngày xưa là không có rồi, là không dám rồi. Tại nghĩ cho mình lâu dài rồi, còn nghĩ cho Polo nữa chứ. Nghĩ cho khán giả của mình nữa, họ sẽ thót tim và xót ruột, nghĩ cho người thân. Trời ơi, Polo hả? Rất là biết ba Hưng bị này kia nha.
là mỗi lần chạy lên chơi lấy thăm ba đó, đi nhẹ luôn, xong rồi thấy ba chuẩn bị họ đi xuống cùng con nha, ba đi ăn trưa hay là đi coi cùng con tắm, là lấy tự động lấy cái nạng đưa cho ba, xong rồi canh mình nằm nè, lại gần hôn cái chân mình, hôn vô vết thương luôn, trời thấy tội ấy, sợ luôn á, thấy con mình yêu thương mình hạnh phúc vô cùng đó. Rồi hỏi khi nào ba hết chân ba hết đó, ông nói rằng mai mốt chân ba mà còn đau nha, ông còn nít mà chân kia mà bị đau luôn, con xin làm thay ba. Thôi thôi, mình đã một chân muốn thấy mò mình rồi đó, chân con mà ba mà đau chân con đi làm thay ba. Trời đất ơi, con đi làm cái gì? Thì con hát đó. Trời, cũng biết hát rồi trời đó. Rồi thương lắm, nói chuyện hàng đêm nào cũng ru ngủ, muốn lên đây ngủ, không muốn ba đi xuống đâu, tội nghiệp ba, để con nằm đây đi đó. Xong rồi ngủ say rồi có bảo mẫu bế xuống để cho anh đi học, chứ sáng sớm anh nằm đây là biết là ông biết bệnh của Hưng rồi. Ông mè nheo, ông năn nỉ mà ông hay làm cái mạng mà đó là tôi chết đó, đưa cái miệng ra biết luôn đó, cái kiểu mình chết gì cái gì luôn đó, là ông sẽ có lý do là cho con nghỉ học một ngày. Ông chuyên môn cho con nghỉ học một ngày hay là tôi sẽ chiều theo thôi. Thì hồi nhỏ bao nhiêu lần rồi cứ vì bị ông dẫn dụ á, ước gì sáng sớm con mở mắt ra thấy ba Hưng nằm bên cạnh mình thấy thương quá, con ước ok được sáng ra nằm bên cạnh. Là 6-7 giờ mình đã xuống rồi, nhưng mình để em không bỏ thức, mình đi xuống để em nằm kế bên, lúc đó ông còn đang say mà nằm kế bên. Khanh tới giờ đi học rồi, Paulo ơi, tới giờ đó ông tròn mắt ra thấy mình liền, đúng ước mơ. Và rồi ông đi bước tiếp theo, bên trong ông là ba muốn, con muốn ba đưa con đi tới trường cơ. Rồi đưa tới trường luôn, xuống xe ngồi đó, ước gì ba ẩm con vô trong trường. Trời ơi, đưa vô trường luôn, lên trên lầu luôn đi ba, lên lớp luôn đi, lên tới lớp nhà vừa thả xuống là khóc bù loa lên, ba ơi đừng bỏ con. Trời ơi, tôi điếng hồn luôn, tôi tưởng giống như cảnh tượng mà chia ly hai đất nước gì mà xa xôi phương trời cách biệt vậy đó, là tôi hốt về không chịu nổi, hốt về đó. Là cái chiều của ảnh là vậy, có những bữa mà tôi không được, các bảo mẫu các cô nói là không được, không được xuống, là sau này cho đi không được đưa đi học nữa luôn đó. Ông rất ngoan, vào trường học là vui vẻ, ba Hưng chỉ đón về thôi. Đấy, đó là những gì mà mình hạnh phúc nhất, mình đang hưởng thụ. Những cái ngày ở nhà vậy là chơi với ổng, vui vẻ, mình nằm ở đây thôi, là ổng cũng muốn ở đây. Mình nói con ơi con đi coi phim đi, hoặc là đi khu vui chơi đi. Không, con chỉ muốn gần ba thôi, bên cạnh ba thôi. Đó, ba bị chân đau vậy, con phải không đi chơi đâu, ở nhà chơi với ba. Trời ơi, thiệt là đứt ruột luôn. Mình muốn Có nhiều cho hết. Mọi người ơi, khán giả thân yêu của Hưng, các fan thân yêu của Hưng ơi, mọi người hãy nhanh tay, nhanh chóng chọn cho mình cái vị trí mình hài lòng nhất và xứng đáng và vừa với cái khả năng của mình nhất nha, để xem cái show đặc biệt này của Hưng nha. Một chàng ca sĩ thương phê binh. Canh giờ ngày giờ lành lặn để ra chiến đấu, hát cho mọi người nghe. Thì cái show này chắc là khó lắm Hưng mới làm lại một cái show nào tương tự như vậy nữa, rất khó nha mọi người, rất khó luôn, Hưng cam kết luôn. Hưng không phải dụ khách giả mọi người để nói là show sau cùng hay show này kia, không làm được, không có đâu, đó là sự thật luôn, rất khó để có thể mà thực hiện, khó lắm. Cho nên là mọi người nên đừng để tuột mất cái cơ hội để kỷ niệm cùng với Hưng. Giống như hôm bây giờ là hồi nhỏ được đi xem đoàn cải lương Quỳnh Long ở diễn ngoài trời đó, cô Bao Bao Hoàng diễn sao, rồi hoặc là cô Kim Cương diễn kịch làm sao, thế mình sẽ nhớ hoài, tới giờ mình nhắc lại, gặp cô nhắc lại hồi nhỏ ấy, em coi vậy đó, rồi thấy nó đã không, nó hơn hẳn những người không coi, hơn nhiều chứ, đúng không? Mình có hoàn toàn có đủ tư liệu để mình có thể kể con mình, chưa kể là sau này biết được những em bé nhỏ trở thành nghệ sĩ đó, biết có thần tượng mà, đúng không? Xong rồi từ đó trở thành nghệ sĩ nổi tiếng luôn, cũng có ít nhiều gì đó một cái phần ảnh hưởng tới sự nghiệp của các em sau này, ví dụ vậy chẳng hạn. Cho nên là nhanh chóng chọn đặt vé liền nha, nhanh thì nhanh lên. Đây là cái số điện thoại của hotline của công ty Hưng đó, sẽ phục vụ mọi người, gọi tới là mà vé ship tận giường luôn, yên tâm nha mọi người nha. Thank you, và rất mong sẽ gặp lại khán giả thân yêu của Hưng vào ngày show của Hưng ngày 4 tháng 5 ở tại T-Sky Hall, nhà khu Sala, quận 2. Và đặc biệt là khán giả Hà Nội thân yêu của Hưng,
khán giả Hà Nội ơi, nói thật một điều rất là thật lòng là khán giả Hà Nội đã biết được cái thương hiệu của Tiếng Hát Việt và Trần Phương Mỹ, Đàm Vĩnh Hưng rồi đó. Tức là chưa một cái show nào tổ chức mà gãy cả, nên rất yên tâm với khán giả Hà Nội. Đó. Và show của Hưng là 18 tháng 5 ngay tại Trung tâm Hội Quốc gia. Nha, mọi người đã từng xếp hàng rồng rắn đi vào để xem show của Hưng như thế nào thì bây giờ sẽ lặp lại điều đó một lần nữa. Cho Hưng được hãnh diện về tình yêu của khán giả phương Bắc dành cho giọng hát của người miền Nam này. Nha. Yeah.